Tiến Dũng xin kính chào quý vị đang xem chương trình Phóng sự Cộng đồng. Kính thưa quý vị, thể theo lời yêu cầu của khách ông bạn hữu và đồng hương tiểu bang Alabama, Chủ nhật vừa qua 24 tháng 11, ca sĩ Gia Huy cùng khá đông ca sĩ bạn đã tổ chức live show Gia Huy với chủ đề Anh Còn Nợ Em tại thành phố Birmingham. Được biết, đồng hương Việt Nam tại thành phố này hãy còn khá khiêm tốn. Tuy vậy, khi nghe tin có chúng tôi đến, các anh chị địa phương, đặc biệt là anh Tú, chủ nhà hàng Asian Cuisine, đã có cuộc tiếp đãi rất nồng hậu trước ngày diễn. Và 6 giờ tối ngày hôm sau, 24 tháng 11, live show Gia Huy chủ đề Anh Còn Nợ Em được bắt đầu. Tiếp xúc với chúng tôi, ca sĩ Gia Huy cho biết. Gia Huy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân thương của đài VHN. Ngày hôm nay rất là vui. Ngày hôm nay phải nói là trong cuộc đời ca sĩ của mình, có những nơi, một số thân hữu đã tổ chức những cái đêm nhạc live show cho mình. Phải nói rằng là cảm ơn đến tất cả quý vị khán thính giả thương yêu Gia Huy đã bao nhiêu năm vừa qua. Và ngày hôm nay tại Alabama, một thành phố nhỏ tại Birmingham, Alabama, Gia Huy đã được một nhóm, đó là Asian Cuisine, do anh Tú cùng cô Hiếu đã cùng một số bạn bè đã giúp cho Gia Huy để có một cái đêm live show Anh Còn Nợ Em trong mùa lễ tạ ơn năm nay. Phải nói rất là vui. Và trong đêm hôm nay, cùng với Gia Huy còn có thêm có những tiếng hát của Andy Quách, Cát Tiên, của Tina Bảo Trân, của Như Thủy, của Duy Thành, tất cả những ca sĩ bạn, còn có thêm một ca sĩ nữa, đó ca sĩ Hoàng Thanh nữa cũng đến. Và trong dù mặc trong poster không có, nhưng anh cũng đến để tham dự cho cái buổi giao vũ của Gia Huy. Chào thân Gia Huy, chương trình ngày hôm nay với chủ đề là Anh Còn Nợ Em, tại sao anh chọn chủ đề này ạ? Chắc lẽ có Gia Huy nợ hoài nợ khán giả, nợ hoài không hết. Mà có phải nói rằng là Gia Huy cũng được may mắn bởi vì Trung Tâm Asia đã gửi đến bài hát này. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng như chị Thi Vân đã chọn lựa cho Gia Huy bài hát này, của bài nhạc sĩ của nhạc sĩ Anh Bằng, là nhạc phẩm này. Và bài hát này thật sự nó rất là gần gũi với tất cả chúng ta. Hiện bây giờ có rất là nhiều những ca sĩ chuyên nghiệp cũng như là những ca sĩ không chuyên đều thích hát bài nhạc này. Và riêng Gia Huy nghĩ rằng là có lẽ trong nghiệp ca sĩ của mình, lúc nào cũng nợ tất cả quý vị khán thính giả, nhất là tất cả sự tình cảm thương yêu của tất cả quý vị khán giả Alabama đã bỏ ra công sức đêm hôm nay để làm cho Gia Huy có một đêm nhạc như vậy, thì chắc lẽ là Gia Huy cái ơn này không bao giờ mà quên để mà trả được cho tất cả quý vị. Anh nghĩ rằng anh sẽ trình diễn bao nhiêu bài hát để phục vụ khán giả dùng này thưa anh? Quý vị nào mà còn thích nghe, còn ngồi lại là tôi hát hết, có bao nhiêu bài hát hết. Hy vọng mặc dù không hát nhạc Phật nhiều trong tối hôm nay, nhưng sẽ có một bài về từ thiện, đó là về bài về mưa về xứ Quảng. Đó là một bài của nhạc sĩ Thủy Lâm Sinh. Bài này viết về cho lũ lụt. Và hy vọng là cũng viết về lũ lụt miền Trung nữa. Hy vọng là bài hát này sẽ để lại tình cảm thương yêu của tất cả quý vị Alabama, gửi đến tình cảm thương yêu đến với tất cả quý vị khán thính giả tại miền Trung của chúng ta đang bị lũ lụt. Xứ Quảng bây giờ mưa lắng không em, từng cơn mưa xa diễn bên thềm, lỗi cô anh về nước tình chẳng ta. Nước từ sông trà chẳng xóa cơn mê. Xứ Quảng mùa mưa, mưa dầm gió bấc, sột mái trên phố xoay cơn mộng buồn.
Dạ em cũng thích Duy Huy về đây để hát để ủng hộ cho bạo lực miền Trung và ở Phi đó anh. Yeah. Em cũng muốn ủng hộ cho Duy Huy làm những chuyện điều thiện. Dạ, con chị ạ. Mình cũng muốn là Gia Huy về bên hôm nay, coi như bên hôm nay là cũng chưa có cái show nào mà lớn ưng cho Gia Huy về để Gia Huy hát những bài nhạc đủ người là nhạc gì Gia Huy hát cũng thích tới đây, nhưng cũng yêu cầu Gia Huy về cái show ở đây để kiếm một cái quỹ cho miền Trung cũng có bổ lục, thì cũng nhờ cái show của Gia Huy mà đồng bào mình có quan tâm góp một bàn tay thương những người khổ cực lá lành đầm đất đất. Thì tôi cũng mong muốn như vậy. Duy Thành xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất thể toàn thể quý vị có mặt trên đài VSN và một lời chào trân trọng nhất. Dạ, Ngô Duy Thủy xin kính chào quý vị đang coi xem đài VSN. Hello. Trina xin kính chào quý vị đang xem đài VSN và cũng nhân dịp lễ tạ ơn cho Trina xin chúc quý vị bên gia đình một dinner Thanksgiving thật là ngon, thật là ấm cúng. Như thế đây là lần thứ mấy mà em đến chỗ này rồi? Lần đầu tiên em tới Alabama, rất là vui. Dạ. Rất là hãnh diện là được anh Gia Huy mời tụi em tới đây hát trên live show của anh, với lại giúp cho những người miền Trung, cho cái bảo lục. Thì tụi em được đóng góp chút ít nào thì cũng, nhưng mà mong quý vị ở đây cũng ủng hộ cho tụi em với lại cho người ở bên Việt Nam. Dạ. Thì khán giả đây như thế nào chứ Thành? Đây thì em là lần đầu tiên em tới đây và tụi em cũng rất là vui khi mà đã ở đây với chương trình của anh Gia Huy, live show của ảnh. Dạ. Yeah. Bảo Trân thì sao? Em cũng thấy nghe lời của anh Duy Thành trả lời là khán giả đây rất là dễ thương và rất là quậy. Đối với em thì em thấy phải có khán giả như vậy thì tụi em mới có cái sức để mà hát quậy hơn, hát hay hơn, để cho mang tiếng hát của mình để cho quý vị ở Alabama. Bảo Trân cũng mong là quý vị ủng hộ tụi em, ủng hộ anh Gia Huy và ủng hộ những người đã bị là victim của bạo lực. Thì xin ủng hộ một người một chút là, you know, a little thing that counts, right? Nhưng mà xin chúc quý vị đang coi đài
một đêm và một tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và cũng sau đây Duy Thành cũng chúc tất cả đài VHN có một ngày lễ Thanksgiving thật là nhiều ấm áp với gia đình và chúc mạnh khỏe với tất cả, đến với mọi người. Thêm không biết chúc gì nữa. Chúc quý vị vui vẻ thôi. Happy Thanksgiving. Và hẹn gặp quý vị lần sau. Bye.